Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trung ương 8 hứa hẹn đầy sóng gió với vấn đề nhân sự Ngày 2 tháng 10, blog Trần Đông A trên VOA có bài Trung ương 8, trảm tướng, nhân sự, tín nhiệm Theo tác giả, Trung ương 8 lần này đặc biệt nóng đối với cả Tổng bí thư lẫn Thủ tướng Trung ương 8 chưa công bố nghị trình, nhưng dư luận đã râm rang về một số điểm nổi bật và đấy cũng có thể là một trong những nội dung chính Thứ nhất là trảm tướng, thứ hai là chuẩn bị nhân sự cho đại hội 14 và thứ ba là bỏ phiếu tín nhiệm. Trung ương sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với một số vị lãnh đạo gồm 44 chức danh, trong đó có Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ, vân vân. Ai mà có số phiếu tín nhiệm không được cho là đủ cao thì sẽ phải chuẩn bị về vườn, không hy vọng sẽ được tham gia nhiệm kỳ kế tiếp. Hình ảnh bài trên VOA tác giả cho biết các vụ trảm tướng lần này có khá nhiều củi gọc ba vụ tây đình nhất là trịnh văn chiến lê đức thọ và nguyễn văn độc trịnh văn chiến nguyên là bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa tội của chiến là vi phạm về đạo đức lối sống và dính tham nhũng hàng trăm tỷ từ tập đoàn flc lê đức thọ là đương kim bí thư tỉnh ủy bến tre ông này bị tố có khối tài sản lên đến hàng ngàn tỷ đồng điều khôi hài là Lê Đức Thọ thành minh với bộ chính trị rằng tài sản của ông còn thua xa khối tài sản của chánh văn phòng Lê Minh Hưng, cựu chủ tịch ngân hàng nhà nước và là đương kim chánh văn phòng Trung ương đảng. Nguyễn Văn Độc, nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh bị đề nghị kỷ luật do các sai phạm liên quan đến công ty AIC và tập đoàn FLC. Chuyện quy hoạch nhân sự tác giả cho hay. Hội nghị Trung ương 8 được cho là sẽ phê chuẩn danh sách quy hoạch nhân sự ban chấp hành Trung ương khóa 14 theo đề cử của các cấp. Đây là đầu vào mới chuẩn bị cho đại hội vào năm 2026. Về lấy phiếu tín nhiệm, vẫn theo tác giả, hội nghị Trung ương 8 sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh lãnh đạo khá đụng chạm. Tác giả nhận xét, một ban chấp hành Trung ương trước đây từng được ca tụng là đội ngũ ưu tú, là tinh hoa của Đảng này đàn tả tơi như áo vũ cơ hàng mà không thấy ai đứng ra nhận trách nhiệm. Rất nhiều trung ương ủy viên không đăng đàn nhưng ngầm hướng chỉ trích, quy trách nhiệm cho người đứng đầu thuộc về Nguyễn Phú Trọng bởi ông là tổng bí thư đảng cộng sản và là trưởng tiểu ban nhân sự của hai khóa 12 và 13. Hình ảnh truyền thông nhà nước đưa tin ông Nguyễn Văn Độc bị đề nghị kỷ luật. Tác giả bình luận ba đảng viên Tinh Hoa Chiến Thọ Độc cùng với các lâu la của họ lần này đã gây cho Tổng Bí Thư và Ban chấp hành Trung ương rất nhiều phiền não. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là lãnh tụ tối cao của đảng, luôn kêu gọi phải khách quan, đặc biệt là phải rất tỉnh táo, tin tường trong lựa chọn nhân sự. Nhưng như thực tế đã phơi bày, Tổng Bí Thư đã lựa chọn đội ngũ của đảng quá xuất sắc. Như thế, dẫn đến hôm nay, người dân trong nước có thể nhìn thấy rõ bộ mặt nhân sự tinh tú chủ chốt từ địa phương đến cung đình đều là các ekip tham lam vô độ, ăn cắp, thậm chí là ăn cướp trắng trợn. Tác giả cho rằng Trung ương 8 lần này đặc biệt nóng đối với cả Tổng Bí Thư lẫn Thủ tướng. Ông Tổng đang bị tai tiếng về cái gọi là đội ngũ tinh hoa do đích hơn ông lựa chọn từ các đại hội 11, 12 và 13. Phạm Minh Chính tuy tỏ ra năng động và sốc vác, nhưng thành tích lãnh đạo kinh tế khá bết bát cùng với vụ bà nhạc AIC khiến ông cũng sớt bớt sang bàn. Sau trung ương 8, tác giả đánh giá, nếu tổng trọng không tái cấu trúc được một bộ tứ như ý, thì vẫn chưa an tâm rời lưng hổ. Trung ương 8 có thể xử lý các đồng chí đã bị lộ. Sau đó, ông Tổng sẽ chất họ vào lò bát quái. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo chấm với bản tin Trung ương 8 hứa hẹn đầy sóng gió với vấn đề nhân sự. truy tố 38 bị can liên quan Việt Á, trong đó có hai cựu bộ trưởng. Ngày 30 tháng 9, AFA loan tin vụ Việt Á truy tố 38 người, cựu bộ trưởng y tế nhận hối lộ 2,25 triệu USD. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam vào ngày 30 tháng 9 đã ban hành cáo trạng truy tố 38 bị can trong vụ án công ty Việt Á nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19 AFA dẫn cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam cho biết cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị truy tố tội nhận hối lộ 2,25 triệu USD để tạo điều kiện cho công ty Việt Á trong cấp phép lưu hành bán bộ xét nghiệm COVID-19. Ngoài ông Long, còn 5 người khác thuộc ngành y tế và khoa học, công nghệ từ cấp trung ương đến địa phương bị truy tố tội nhận hối lộ gồm các ông Nguyễn Huỳnh, thư ký của ông Long, Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Nam Liên, hai vụ trưởng thuộc Bộ Y tế, Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hải Dương, Trịnh Thanh Hùng, vụ phó công tác tại Bộ Khoa học Công nghệ. Hình ảnh bản tin trên AFA. Danh sách bị truy tố còn có các quan chức của Bộ Khoa học Công nghệ gồm các ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý Phó Thủ tướng của Vũ Đức Đam. AFA cho hay theo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam, giám đốc công ty Việt Á Phan Quốc Việt đã đưa hối lộ tổng cộng 106 tỷ đồng, gồm 3 triệu USD cho 6 quan chức để được tham gia nghiên cứu kinh doanh bộ xét nghiệm, cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm, hiệp thương giá. AFA nhắc lại lời ông Nguyễn Văn Yên, phó ban nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu với báo chí vào ngày 16 tháng 8 cho biết đã có chỉ đạo về việc xét xử vụ việc Á liên quan đến nhiều quan chức chính phủ, trung ương và địa phương, mà theo đó sẽ có một nhóm được cho là thứ yếu và sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Ông Phó Ban Nội Chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết, Ban chỉ đạo Trung ương đã đưa ra 8 yêu cầu cụ thể liên quan đến vụ án và cả 8 yêu cầu này được các cơ quan làm rõ có 33 vụ án được khởi tố với trên 111 bị can với 6 tội danh. Áp à Phầy cho biết, cũng theo người đại diện ban nội chính, ban chỉ đạo trung ương đã có chủ trương chỉ đạo phân loại xử lý đối tượng một cách khoa học và cũng rất nhân văn, nhân ái nhưng cũng nghiêm khắc. Hình ảnh Nguyễn Thành Long bên trái, Chu Ngọc Anh ở giữa và Phạm Công Tạc, bà quan chức tham nhũng liên quan đến việc Á ban chỉ đạo trung ương phân loại các nhóm phạm tội trong vụ án này thành nhóm người có chức vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn để tác động chỉ đạo cấp dưới làm trái quy định của đảng và nhà nước đem lại lợi ích cho việt á thì bị nghiêm trị nhóm thứ hai là nhóm chủ mưu cầm đầu chiếm đoạt số tiền lớn cũng bị nghiêm trị hết khung hết khoản nhóm thứ yếu được xác định là nhóm phải thực hiện theo mệnh lệnh đặc biệt họ không có động cơ vụ lợi và không được hưởng lợi họ ở tuyến đầu chống dịch và vi phạm chủ yếu trong hoạt động đấu thầu. Theo truyền thông nhà nước, từ tháng 9 năm 2021, Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an C03 đã nắm được thông tin về giá thành mua bán kit test xét nghiệm COVID-19 trên thị trường cao bất thường. Từ những nghi vấn này, C03 đã bốc gỡ ra một trong những đại án lớn nhất hiện nay liên quan đến hai bộ trưởng, hàng loạt các giám đốc CDC, hàng trăm cán bộ ngành cdc và ngành y tế còn theo dư luận đại án việt á cũng chỉ là một vụ đấu đá tranh giành quyền lực nội bộ dưới vỏ bọc chống tham nhũng bởi qua vụ án này một chủ tịch nước và một phó thủ tướng đã ngã ngựa về vườn đuổi gà đại án việt á cũng chỉ là hậu quả của chính sách chống dịch một cách cực đoan của chính quyền và tất nhiên là có sự chỉ đạo của đảng Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin truy tố 38 bị can liên quan Việt Á, trong đó có hai cựu bộ trưởng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm d